trong người rồi phải ngẫm lại ta, biết đâu chỗ đó là xa hay gần. Vì cái cảnh của người ta, cái nạn của người ta, cái lỗi của người ta, ngày đó cũng sẽ là của chính mình. Nếu mà mình không chuẩn bị, mình không có tránh né trước. Ví dụ bây giờ ta thấy cái người già bị tai biến, mình có tưởng của ai, ngày nào đó rồi mình cũng già, rồi mình cũng tai biến. Thấy người ta bệnh tiểu đường, kháo chân, cưa tay, ngày nào đó cũng tới mình. Rồi nghe trong tin đọc, có cái người đó tiện lớn tuổi rồi đi hiếp dâm người khác, ngày nào đó cũng tới mình, nếu mình không biết tu, biết dưỡng, biết tránh né. Nên khi ta nhìn thấy cái người già, nghèo, khổ, cô độc, đừng nghĩ chuyện đó không phải của mình. Chuyện đó sẽ là của mình nếu từ bây giờ mình không làm cái gì để ngăn chặn.